Thưa quý khán giả, sáng nay 18 tháng 9, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị lần này diễn ra sớm hơn, ngắn hơn dự kiến và làm việc cả ngoài về hành chính. Hội nghị sẽ thảo luận cho ý kiến về 10 nội dung thuộc hai nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ xác định Đại hội 14 là đại hội đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Đòi hỏi ngay từ quá trình xây dựng gian kiện, mỗi đồng chí quỹ viên Trung ương Đảng, quỹ viên Ban Bí Thư, quỹ viên Bộ Chính trị cần phát huy cao nhất trí tuệ trách nhiệm của mình. Trên tinh thần đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước đã gợi mở một số vấn đề cần tập trung thảo luận. Trong đó, trước hết là các công việc để tăng tốc về đích, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng. Việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2025. Là nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng hướng tới 100 năm thành lập nước. Mục tiêu này cần phải được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt và với giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, đảm bảo phải đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu đề ra. Đây là trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước lịch sử vẻ vang hào hùng của dân tộc, trước bạn bè quốc tế. Về công tác chuẩn bị đại hội 14 của Đảng, đối với các văn kiện trên đại hội, Tổng bí thư Chủ tịch nước cho rằng Trung ương cần tập trung thảo luận làm rõ nhiều nội dung. Nội dung báo cáo chính trị trình ra hội nghị đã đáp ứng tầm mức của báo cáo trung tâm và tầm quan điểm đường lối chủ trương đã đúc kết các giá trị của quá khứ hiện tại và hướng tới tương lai chưa đã là ngọn đuốc dẫn đường dẫn dắt toàn đảng toàn dân toàn quân ta đạt được các mục tiêu chiến lược mà đại hội 13 đã đề ra hay chưa các báo cáo chiến lược về phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng những vấn đề lý luận và thực tiễn đã được rút đúc qua tổng kết 40 năm đổi mới đã bao hàm đầy đủ các căn cứ cho những luận điểm khái quát trong báo cáo chính trị chưa Đối với một số vấn đề cụ thể, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương quan tâm thảo luận về đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tiếp theo và về phương hướng giải pháp chiến lược. Về phương hướng giải pháp chiến lược phải chăng tập trung hoàn thiện và quan hệ sản xuất bốn trọng tâm. Thứ nhất là tinh gọn bộ máy tổ chức Đảng, nhà nước, quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội để hoạt động hiệu lực hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng để đưa dân tộc ta tiến lên. Thứ hai là đẩy mạnh phân cấp phân quyền với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương, chính phủ, quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra giám sát, đồng thời cải cách triệt đề thủ tục hành chính. Thứ ba, khơi dậy động lực tinh thần cống hiến vì đất nước, khơi thông mọi nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nhân dân. Thứ tư, là đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính cho phát triển, có cơ chế tập trung định hướng vào công nghệ, nhất là công nghệ nguồn, công nghệ lõi. Tổng bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, công tác nhân sự đại hội 14 là công việc hệ trọng, là then chốt của then chốt. Tin tưởng, Ban chấp hành Trung ương sẽ đề cao trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, trước lịch sử dễ dàng của đảng và truyền thống cha ông, để làm thật tốt việc này với tinh thần công tâm, trọng sáng khoa học khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng, đặt lên hàng đầu lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương thảo luận cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế dướng mắt, đề xuất phương hướng nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng nhiệm kỳ khóa 14. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 20 tháng 9